quý vị khán giả của Hà Nội Review. Hôm nay thì Thanh Huyền và Minh Hương đang trên đường đi camping trên núi. Thưa quý vị, hiện nay thì nhu cầu du lịch của mọi người ngày càng tăng cao và những điểm du lịch gần Hà Nội lại đang trở thành tâm điểm của các trang tìm kiếm. Và Ba Vì đã nổi lên như một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất nhờ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và không khí trong lành. Không những vậy thì du lịch bụi, cụ thể là camping, cũng đang trở thành một xu hướng mới của giới trẻ. Và nắm bắt được mong muốn đó, trong số lần này chúng tôi sẽ review tới quý vị một địa điểm camping rất lý tưởng ở trên núi Ba Vì. Và trong số ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều hình thức camping thú vị đó. Bây giờ thì hãy cùng theo chân Hà Nội Review nhé. Với Ba Vì là nhắc tới nơi có phong cảnh thiên nhiên cực kỳ trong lành, khí hậu mát mẻ cùng với những di tích lịch sử lâu đời. Và điều đó đã làm cho Ba Vì trở thành điểm du lịch hấp dẫn dành cho những ai yêu thích thiên nhiên. Để lựa chọn mùa nào đến Ba Vì cắm trại thì rất dễ dàng, bởi với thời tiết mát mẻ quanh năm thì nơi đây có thể cắm trại bất kỳ thời điểm nào. Những chuyến đi cắm trại ngắn ngày thì là thời điểm thích hợp để mọi người có thể gắn kết lại với nhau. Và đây cũng chính là địa điểm lý tưởng để người dân có thể cân nhắc lựa chọn trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này. Ba Vì thì có nhiều điểm cắm trại khác nhau thưa quý vị, và chúng tôi thì cũng đã tìm hiểu và lựa chọn ra một khu du lịch mà có thể mang tới cho quý vị tới 3 loại hình camping khác nhau ở trong cùng một khu. Đó là camping ở bên suối này, camping ở rừng thông và cuối cùng là camping ở trên bè nổi. Với những người yêu thích hoạt động này thì tôi tin là quý vị đang rất hứng thú và tò mò đúng không nào? Địa điểm mà Hà Nội Review lựa chọn để camping đó chính là Mê Đi Thiên Sơn, khu du lịch sinh thái nằm trong quần thể núi Ba Vì và nằm tại xã Vân Hòa, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Đường đi lên đây thì làm bằng bê tông, khá là dễ dàng và quý vị có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như là ô tô, xe máy, taxi hay là xe buýt thì đều dễ đi cả. Thưa quý vị, đường đi ở trên này thì khá là trơn bởi vì là những cái tảng đá này rất là nhiều rêu nên là quý vị đi chú ý cẩn thận không bị trơn trượt nhé. Quãng đường đi lên đây thì Minh Hương cũng bị trượt đến mấy lần rồi đấy. Nhưng mà thực sự là khi mà lên đến con đường mà ven dòng suối này thì là một cái cảm giác cực kỳ tuyệt vời, khoan khoái và trong lành. Ở đây thì như quý vị có thể thấy là có rất là nhiều cây xanh, gần như là mình đang đi ở trong rừng luôn. Và ở giữa thì là một dòng thác chảy thành suối róc rách róc rách. Thưa quý vị, để lên được vị trí này thì chúng ta sẽ đi qua cổng của Mê Đi Thiên Sơn. Và giá vé vào cửa sẽ dao động từ 50 đến 200 nghìn đồng tùy theo từng thời điểm và đối tượng khách hàng. Đây là mức giá khá là phổ biến và bằng với các khu du lịch khác ở Ba Vì như là Ao Vua hay là Khoang Xanh hoặc là các tổ hợp vui chơi giải trí khác. Và giờ mở cửa hoạt động thì sẽ từ 8 giờ đến 20 giờ 50 tất cả các ngày trong tuần, kể cả là dịp lễ và Tết. Như vậy thì có thể thấy là phạm vi giờ mở cửa khá là thoải mái và đó chỉ là giờ dịch vụ thôi, còn quý vị thì hoàn toàn có thể là cắm trại qua đêm. Khi mà quý vị lên đến khu vực này thì sẽ có chia làm 3 khu vực, đó là Hạ Sơn này, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Và đường nối giữa các khu này là đường một chiều, không được đi ngược chiều đâu, để tránh gây tai nạn. Quý vị lưu ý nha. Với mục đích trong số lần này đó là sẽ chia sẻ tới quý vị những điểm camping thú vị. Bởi vậy mà chúng ta sẽ không qua Hạ Sơn nữa, bởi vì ở Hạ Sơn thì chỉ có một số điểm thắng cảnh như là lầu Vọng Nguyệt hoặc là nhà sàn trên vách núi phù hợp với các hoạt động chụp hình hơn. Và chúng ta sẽ đi thẳng lên đến Trung Sơn, ở đây thì sẽ trải nghiệm hoạt động là camping bên suối Ngà cũng như là thác Cổng Trời. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang có mặt ở khu vực này rồi đây. Và để lên được đến đây thì chúng ta sẽ đi một quãng đường khoảng tầm 1,5 km kể từ Hạ Sơn. Quý vị có thể là đi bộ để ngắm sắc xanh gì tuyệt đẹp hai bên đường cũng rất là lý tưởng, hoặc là di chuyển bằng xe cá nhân. Ngoài ra thì ở đây cũng có dịch vụ đó là xe điện nữa để quý vị có thể tiện di chuyển giữa các điểm ở trong khu. Trung Sơn này thì là xứ sở của các con suối thác chảy từ đỉnh núi Ba Vì đổ về như là thác Cổng Trời. Và ngay phía sau lưng Minh Hương thì cũng có rất là nhiều du khách đến đây để camping này, từ những em nhỏ đi cùng với gia đình hoặc là nhóm bạn thân đi với nhau nữa. Cực kỳ hào hứng rồi, bây giờ thì hãy cùng camping bên suối cùng với Hà Nội Review nhé. Quý vị, chúng tôi thì đang muốn là đi lên hơi cao một chút để có thể ngồi gần hơn với đoạn đầu nguồn. Và chúng tôi thì cũng đã có chuẩn bị đồ ăn cho picnic đây rồi. Thực ra là đồ ăn này chúng tôi đã chuẩn bị đi trước, ở trên này cũng có bán nha. Nhưng mà vì dù sao ở đây cũng là một nơi du lịch ấy, nên là giá nó sẽ đắt hơn so với cả giá thị trường.
Còn nếu như là bàn ghế quý vị ngại không muốn mang theo thì có thể lên đây thuê chỉ với giá là 150.000 cho hai ghế và một bàn. Còn nếu như là đặt trước thì chỉ có giá là 100.000 thôi. Còn với nhóm đi 4 người thì sẽ là 200.000 gồm 4 ghế và một bàn. Thực ra là việc thuê bàn ghế thế này cũng giúp cho mình đỡ cồng kềnh hơn, bởi vì là đi từ nội thành lên trên này cũng khá là xa, mà mang vác theo những cái bàn ghế này thì cũng sẽ hơi bất tiện cho việc di chuyển đấy. Đầu nguồn của con thác, và đây là một vị trí rất là đẹp đúng không ạ? Khu vực mà hiện tại Minh Hương và Thanh Huyền đang ngồi đây thì sẽ phù hợp cho người lớn hơn. Nếu như mà quý vị đi gia đình có em nhỏ thì nên lựa chọn những vị trí ở phía bên dưới thì sẽ ít độ trơn trượt hơn. Ở ngày hôm nay thì tôi với chị Hương là quyết định lên cái điểm cao nhất để có thể mang đến cho quý vị không gian của con thác này và dòng suối này qua màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên thì khi mà lên đến đây rồi thì chúng tôi nhận ra là thực tế nha, là cái điểm mà chúng ta đặt bàn picnic đẹp nhất thì sẽ rơi vào tầm giữa của con thác, và ở cái khu vực đó thì cũng sẽ có những cái bậc thang để chúng ta vẫn có cái cảm nhận được là thác chảy, nhưng mà sẽ không có quá là nguy hiểm. Khi mà lên đây thì khá là trơn và cũng không bị ảnh hưởng bởi cái tiếng thác chảy phía sau quá là to từ trên cao xuống nữa. Có thể là trong quá trình di chuyển thì quý vị sẽ cảm thấy hơi nóng và hơi mệt một chút, thế nhưng mà khi lên đến vị trí này thì sẽ thấy hoàn toàn xứng đáng, và ở trên này thì sẽ đem lại một cái không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Chúng tôi có nhắc tới khá là nhiều khái niệm camping. Thì camping bắt nguồn từ một từ tiếng Anh, trong đó camp có nghĩa là trại và thêm hộ tố inn để chỉ hành động là cắm trại. Tuy nhiên thì bên cạnh hoạt động cắm trại và vui chơi thông thường thì nhiều người và tổ chức cũng phát triển camping thành các buổi dã ngoại này, picnic, tiệc, trekking hay là hiking. Bởi vậy mà một cách dễ hiểu nhất thì là những hoạt động vui chơi ngoài trời có kế hoạch trong một thời gian nhất định thì sẽ đều được gọi là camping đấy. Tại khu vực suối Ngà thác cổng trời này thì chúng ta sẽ không thực hiện cắm trại vì không có vị trí đủ rộng để dựng lều và cũng không thuận tiện cho việc nấu nướng. Vậy nên là khu vực này sẽ phù hợp với picnic hoặc là một bữa ăn nhẹ ngoài trời như là ngày hôm nay Minh Hương và Thanh Huyền đã chuẩn bị. Khu vực camping tại suối ban nãy thì là khu vực Trung Sơn, còn bây giờ thì chúng ta đang di chuyển lên Ngoạn Sơn để có thể thực hiện là cắm trại ở trên đồi thông. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng xe điện để di chuyển với giá là 20.000 đồng một lượt dành cho một người. Và ở đây thì chúng ta đang di chuyển trong khu vực núi rừng Ba Vì, bởi vậy mà khi mà di chuyển bằng xe điện thì cực kỳ thoáng mát và không khí rất là tuyệt vời. Hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại khu cắm trại rừng thông. Và ngoài hoạt động cắm trại ra thì ở đây cũng có rất là nhiều hoạt động khác, ví dụ như là có hồ bơi này và hồ nước để cũng có những hoạt động như là đạp xe trên nước hoặc là chèo thuyền kayak. Số lần này của chúng ta thì sẽ tập trung vào cắm trại mà, bởi vậy phải đi thuê lều trước đã nhé. Đây là chị. Chào hai chị. Chị ơi, ngày hôm nay đến đây thì bọn em cũng muốn thuê lều để cắm trại, thì bên mình sẽ có những loại lều như thế nào ạ? Bên em có là lều gỗ phía bên này, và phía bên ngoài bên hồ nữa, bên em có bè nổi ven hồ. Đấy, nếu như mình đặt lều gỗ và bè nổi ven hồ trong ngày sẽ là giá 800, qua đêm là 900.000 chị ạ. Ngoài ra, ngoài những cái lều gỗ và bè nổi này, bên em còn có phục vụ cả lều di động nữa. Lều di động bên em có hai loại là lều cho 4 người và lều cho 6 người. Lều cho 4 người trong ngày sẽ là 350, qua đêm là 450. Còn lều cho 6 người trong ngày sẽ là 500, qua đêm là 600 chị ạ. Vâng, thế cho em thuê loại lều di động nhé. Hôm nay đi hai người nên cũng muốn trải nghiệm và tự cắm trại thử xem sao. Dạ vâng, vậy em báo nhân viên xếp cho mình nhé. Dạ vâng. Em được biết là bên mình cũng sẽ có cung cấp đồ ăn luôn cho mọi người ấy, để đỡ cồng kềnh khách phải mang đi. Vậy thì hiện tại thì mình đang cung cấp các cái set đồ ăn như thế nào? Bên em có phục vụ bếp than. Trong bếp than sẽ có đầy đủ vỉ nướng, các kẹp kéo, dao kéo than, dầu,
cốc nến. Còn đồ ăn mình sẽ đặt ở bên phía quầy bên kia. Bên em thì đang có cái set nướng là 630.000, sẽ bao gồm là gà nướng và xôi cốt dừa. Đấy, ngoài cái set gà nướng và xôi ra thì có các set tự nướng như là set BBQ 2 đến 3 người, set BBQ 4 đến 6 người. Đấy, tùy theo mọi người đi theo số lượng bao nhiêu người thì chúng ta đặt cái set đó. Thưa quý vị, chúng tôi đã lựa chọn khu vực này để có thể là dựng lều của mình. Và thực tế thì bây giờ các dịch vụ lều như thế này ở các điểm cắm trại ở Ba Vì thì đã rất là phổ biến rồi. Và chúng ta không cần phải chuẩn bị quá là nhiều cho chuyến đi camping của mình. Anh ơi, thông thường thì anh có làm hết mọi người không hay là anh sẽ hướng dẫn mọi người làm cùng hả anh? Anh sẽ hướng dẫn mọi người làm cùng anh. Thứ nhất là mình sẽ trải lều ra, mình chọn địa điểm. Rồi mình trải lều xong mình sẽ lắp cây vào. Đầu tiên là để lên trên giày xong. Để một đường chéo như vậy. Đúng rồi. Đó, một bạn mé bên kia. Vâng ạ. Là để vô cái đây nè, thấy không nè. À vâng. Để lên. Cháu sẽ đẩy lên. Ừ. Rồi. Cho vào đây đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bạn kia giữ đó nha. Dạ. Rồi, cứ giữ đó rồi. Dạ. Để luôn. Cứ giữ cây giùm phụ thôi. Đây. Rồi mình sẽ móc, có cái móc này, móc lên. Móc qua đây. Đúng rồi. Cứ kéo thẳng lên đi không sao. Vâng. Kéo thẳng lên. Bình thường nếu như mà khách mà không muốn tự làm với anh thì anh cũng sẽ làm hết luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Khách mà không làm được anh làm hết luôn. Vâng. Đấy. Ồ, xong rồi ạ? À? Xong bây giờ là mình phải che một tấm này lên nữa. Đỡ bị nắng đúng không ạ? Ờ, đúng rồi, tấm này che nắng. Đó. Kéo qua. Kéo qua sau. Ồ. Này là nó có một cái khóa nè, nhìn thấy khóa là đi như thế nào không? Đây. Cài vào. Thực sự là với những cái lều di động như thế này thì rất là dễ để chúng ta có thể tự dựng lên nha. Chỉ với khoảng là 2 đến 3 phút thôi, với sự hỗ trợ của nhân viên tại điểm cắm trại này thì chúng tôi đã có thể hoàn thành được chiếc lều của mình rồi. Công đoạn cuối cùng là mình sẽ lót cái tấm cách nhiệt ở trong cái lều cho nó giảm cái độ nóng trong lều. Và đây là bữa ăn trưa của chúng tôi, trông nhìn đựng trong một cái hộp rất là xinh xắn đúng không ạ? Và cái này thì chúng ta sẽ trực tiếp lấy tại quầy đồ ăn ngay tại cổng vào của khu vực cắm trại rừng thông thôi. Để khám phá xem bên trong chiếc hộp này sẽ có những món gì nhá. Ở đây thì Minh Hương thấy có rau sống này. Và ở đây có một set nướng rất là đầy đặn nữa. Set này thì là dành cho khoảng 2 đến 3 người và giá thì hiện tại đang là 580.000 đồng. Nhìn chung thì set này cũng khá là đầy đủ tiêu chí của một set BBQ như là có thịt nướng này, có bánh mì, có cả kim chi để ăn kèm. Ở dưới còn có rất là nhiều loại rau củ quả ăn kèm nữa. Có khoảng tầm 2 đến 3 loại nước chấm khác nhau nha. Có rau sống và bát và đĩa đi kèm đầy đủ cả. Bởi vậy mà cũng khá là tiện lợi. Chia sẻ cụ thể hơn tới quý vị một chút về những dụng cụ mà chúng ta có ở đây. Đầu tiên đó là phần lều thì chúng tôi thuê với giá là 350. Và phần bàn và ghế ngồi này thì sẽ không đi kèm với lều đâu mà sẽ có giá là 150. Tuy nhiên thì nếu như mà quý vị đặt trước thì hai phần lều và phần ghế ngồi này thì có thể là giảm được một chút. Bên cạnh đó thì tôi cũng thuê thêm một bếp nữa. Và bếp thì đã bao gồm là cả vỉ nướng này, cả bật lửa, cả đồ để mình nướng cũng như là than thì với mức giá là 350.000 đồng. Và nếu như mà quý vị mua thêm than thì sẽ có giá là 50.000 đồng cho 2kg. Thì đó là tất cả những dịch vụ mà chúng tôi đã thuê cũng như là mua ở đây để chuẩn bị cho buổi picnic của mình. Và những ngày thời tiết mát mẻ như hôm nay thì quý vị có thể lựa chọn lều di động giống như là Minh Hương và Thanh Huyền để có thể là tận hưởng cái không khí trong lành này này và ngồi ngay cạnh bên hồ nữa. Tuy nhiên thì vào những ngày mà thời tiết nóng bức hơn thì quý vị có thể lựa chọn lều cố định ở phía bên trên kia thì sẽ bao gồm ghế ngồi này, đệm và cả quạt nữa. Với giá là 800.000 đồng, tuy là có nhỉnh hơn so với việc thuê lều di động nhưng mà sẽ đầy đủ tiện nghi hơn.
Và tất nhiên là tại các điểm cắm trại ở trên Ba Vì như thế này thì hoàn toàn có những phương án để giúp quý vị có thể là tiết kiệm chi phí hơn. Có thể là quý vị chỉ cần mang theo thảm để trải ở bên dưới khu vực rừng thông này thôi, chứ không nhất thiết là phải thuê lều nếu như mình không ở qua trưa hoặc là qua tối. Bên cạnh đó thì quý vị hoàn toàn có thể là mang bếp từ đi, bởi vì ở những khu vực như thế này thì có cả phần ổ điện để mình có thể dùng bếp này, có thể là chuẩn bị đồ ăn đi nữa, để vừa là một phần tiết kiệm chi phí, vừa là một phần quý vị có thể chọn những món đồ ăn mà mình yêu thích để mang đi theo chẳng hạn. Rồi, và bây giờ thì Minh Hương và Thanh Huyền nên nướng đồ ăn thôi, bởi vì đi từ sáng đến bây giờ cũng khá là đói bụng rồi. Trong lúc chờ than thì chúng ta sẽ ướp thịt trước nhé. Ướp xong thịt chưa nhỉ? Chuẩn bị nha, chuẩn bị ướp than đi, em xong rồi đấy. Ok, cũng nóng nóng rồi đấy. Nướng thôi. Thực sự là mặc dù hôm nay là thời tiết mát mẻ đấy, nhưng mà ngồi bên bếp than một thời gian thì Minh Hương cũng cảm thấy rất là nóng rồi. Nên là thực sự là chia sẻ với quý vị, nếu như mà đi vào buổi trưa nhá, thì nên là chọn lều ở bên trong, hoặc là sẽ sử dụng những đồ ăn có thể là mua, hoặc là mua trên này hoặc là tự chuẩn bị cũng được. Nhưng nó sẽ là những đồ ăn sẵn và nhanh hơn, chứ không phải là nướng với bếp từ hoặc là bếp than thì sẽ hơi nóng. Đúng vậy, và nếu mà nướng này thì sẽ phù hợp vào buổi chiều hoặc là buổi tối hơn. Không khí lúc đấy nó cũng mát mẻ hơn nữa. Okay. Còn ban ngày thì sẽ là ban ngày của mùa thu và mùa đông nhá, chứ không phải là cái mùa mà vẫn đang còn hè như thế này. Wow. Thơm nhá. Đây, để em chỉnh lại cái miếng thịt này cho đỡ bị chặt lên nhau này. Thực ra có mỗi cái thời gian chờ than hồng là sẽ hơi lâu thôi. Còn đâu thì khi mà than đã nóng rồi thì nướng thịt khá là nhanh. Và cái khung cảnh này thì thực sự là đường sau thì là một rừng thông, còn ở đường trước thì là mặt hồ. Là một khung cảnh mà không phải là ở đâu chúng ta cũng có được đâu. Nếu như mà quý vị cắm trại ở bên suối thì sẽ không thể được ở qua đêm. Còn ở khu vực Ngoạn Sơn này thì chúng ta có thể ở qua đêm. Ở đây thì có rất là nhiều khu vực để quý vị cắm trại, như là vị trí của Minh Hương và Thanh Huyền đang ở đây, hoặc là ở phía xa xa đi lùi đến phía trên đồi kia nữa. Ở trong khu du lịch này thì đã là một khu riêng rồi, và ở trên phần Ngoạn Sơn này thì khi mà cắm trại qua đêm thì cũng sẽ có bảo vệ nữa. Bởi vậy mà khá là an toàn cho quý vị khi mà cắm trại, kể cả là di động hoặc là cố định ở đây. Và đồ nướng của chúng tôi thì đã sẵn sàng rồi, mời quý vị khán giả cùng thưởng thức với chúng tôi nhé. Thực tế là cắm trại ở trên bờ thì đã quá quen thuộc rồi ha. Vậy thì camping trong bè nổi sẽ mang đến cảm giác như thế nào? Hãy cùng khám phá với chúng tôi nhé. Thưa quý vị, ở trong lều này thì có sức chứa lên đến 6 người cơ. Và ở đây cũng đã chuẩn bị sẵn bàn và ghế rồi. Không biết là ở phía bên không trong, biết túi là trong túi này đã chuẩn bị gì? Thêm những gì nhỉ? À, ở trong này thì sẽ có cả khăn trải bàn này. Khăn trải bàn này. Cái này là cũng là khăn trải bàn ha. Còn có cả chăn ga gối. Chắc là để cái này là đúng để không? Giải xuống và để nghỉ đêm qua đêm luôn. Chăn ga gối để nghỉ qua đêm này. Đó, mình có bàn và ghế để có thể là ngồi với view hồ. Và tôi thấy là cũng sẽ có một cái gối lười để chúng ta có thể ngồi ngay ở cái phần lưới sát hồ nữa. Wow. Ở ngoài này thoáng nhở. Cái ghế rồi ngồi thích đấy. Ngồi đây cũng chill phết nhở. Kiểu thông thường là mình quen với cái việc là ngồi cắm trại ở trên bờ rồi ấy. Tự nhiên đổi sang một cái không gian khác thấy cũng khá là thú vị đấy chứ. Đúng rồi. Bên cạnh phần lều ở bên trong thì chúng ta có một cái phần hiên ngồi ở ngoài rất là rộng và thoáng như thế này, để có thể ngắm trọn được hồ Ngoạn Sơn cũng như là núi Ba Vì. Đây, cái vị trí này mà đi với cả một nhóm bạn đông vui ấy, thì Minh Hương thấy rất là thú vị đấy. Bởi vì ở ngoài này mọi người có thể là nướng này, và một số người thì có thể là tham gia chèo thuyền kayak hoặc là đạp xe đạp nước ở phía mặt trước, xong lại đi gần vào đây tạo nên một cái tổ hợp vui chơi rất là sinh động. Ở trước mặt chúng tôi nha, thì quý vị có thể thấy là có một vài cái dạng lều giống như bè nổi nữa, nhưng mà không phải. Ở trước mặt thì là một quán cà phê ở trên mặt hồ. Đó, thì nguyên cả cái khu này quay thành một
một cái tổ hợp vui chơi á, khá là thú vị dành cho những nhóm bạn đông hoặc là gia đình đến đây vào những ngày nghỉ ngắn hoặc là cuối tuần, thì mang đến một cái trải nghiệm khá là mới lạ. Và nếu như mà quý vị có đắn đo về việc là tham gia các hoạt động ở trên nước thì ở khu này cũng sẽ quay vào những vị trí an toàn để du khách khi mà tham gia sẽ không bị đạp ra quá cái phần mà an toàn, vùng nước sâu quá chẳng hạn. Một số lưu ý tới quý vị khi mà chúng ta camping ở ngoài trời đó là quý vị nhớ mang theo một số đồ dùng cá nhân như là kem chống nắng này, mũ hoặc là áo chống nắng để tránh cho những ngày thời tiết nắng nóng quá nhé. Ở ngoài ra thì đường mà chúng ta lên khu vực những cái điểm cắm trại trên Ba Vì như thế này thì hai bên đường tôi thấy khá là ít nơi bán đồ ăn mà chỉ bán ở những cái điểm cắm trại thế này thôi. Mà nếu như quý vị mua tại đây thì thực tế là giá sẽ đắt hơn so với thị trường, phải tầm gấp rưỡi hoặc là đến gấp đôi cơ. Vì vậy mà khi mà quý vị đã có ý định là mình đi camping ở ngoại thành như vậy thì nên là chuẩn bị đồ ăn trước để mình có thể tiết kiệm chi phí hơn. Ở trên này thì vào buổi tối nhiệt độ sẽ giảm hơn so với việc chúng ta ở trong nội thành. Vậy nên quý vị cũng có thể là mang thêm chăn này hoặc là một chiếc áo khoác mỏng đi. Đó là nếu như mà quý vị tự chuẩn bị đồ của mình để mang lên đây. Còn nếu như mà đã thuê dịch vụ kể cả là lều di động hoặc là cố định hoặc là những chiếc bè nổi như thế này thì đều đã có sẵn dịch vụ là gối chăn để quý vị có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên thì thường là mọi người ai mà sạch sẽ một chút ấy thì thường là sẽ thích mang đồ cá nhân của mình đi thay vì là dùng sẵn những cái đồ của dịch vụ như thế này. Và ngày hôm nay thì Hạo Review rất vui khi mà đã có thể chia sẻ tới quý vị tới ba loại hình camping khác nhau. Đầu tiên là chúng ta picnic ở bên suối này, sau đó thì chúng ta cắm trại ở bên rừng thông và trải nghiệm ngồi ở trên bè nổi như thế này. Với cá nhân quý vị thì không biết là quý vị thích loại hình camping nào nhất ạ? Còn đối với Minh Hương thì lại thích nhất là hình thức camping ở bên suối, bởi vì cũng là camping ở ngoài trời thôi nhưng mà không khí ở đấy thì khác hẳn so với cả hai địa điểm này. Mát mẻ hơn này, lại còn được ngồi giữa dòng suối mà không phải là nơi nào cũng có được cái cảm giác đấy đúng không ạ? Đồng ý với ý kiến của chị Minh Hương, đó là tôi thì cũng thích nhất là cảm giác mà ngồi được picnic ở bên bờ suối như thế. Bởi vì là dù sao thì ví dụ như ở mặt hồ hoặc là ở bãi cỏ thì ở trong nội thành chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tìm được những cái địa điểm như vậy để có thể camping. Tuy nhiên thì chị Hương đã chọn đấy là địa điểm yêu thích nhất rồi thì tôi sẽ lựa chọn địa điểm yêu thích thứ hai, đó chính là khu vực bè nổi này. Bởi vì thường khi mà chúng ta đã xác định là đi ra ngoại thành rồi thì mình vẫn mong muốn là tìm đến một cái cảm giác nào đó nó mới lạ hơn, thì khu vực bè nổi này là một khu vực mà mang đến cho chúng ta được cái cảm giác mới lạ như vậy. Tuy nhiên thì kể cả là có quạt đi chăng nữa thì ban ngày ngồi ở khu vực này nó cũng sẽ hơi oi một chút do có độ nóng từ mặt hồ bốc lên nữa. Bởi vậy mà khu vực này vẫn là phù hợp để quý vị đi vào buổi chiều này. Đẹp nhất thì có thể là đi qua đêm để có thể là tận hưởng được trọn vẹn bầu không khí của hồ cũng như là của núi rừng Ba Vì. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà trải nghiệm 3 hình thức camping thì Hà Nội Review sẽ đánh giá một vài ưu nhược điểm như sau. Về ưu điểm thì vị trí camping này không cách quá xa trung tâm thành phố Hà Nội và đường đi thì lại vô cùng dễ dàng, phù hợp cho cả ô tô và xe máy. Ngoài ra thì một điểm cộng là nơi đây sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm mà không phải nơi nào cũng có được. Camping tại các không gian có suối, thác, rừng như thế này thì quý vị sẽ cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Tiếng nước lăn tăn hay là tiếng chim hót và không khí trong lành này thì sẽ giúp cho quý vị phần nào giảm bớt được những lo toan của cuộc sống thường ngày đấy. Vâng, và với hoạt động camping này thì quý vị có thể đi với nhóm bạn này, gia đình sẽ vui hơn là trải nghiệm một mình. Đặc biệt là những nơi rộng lớn, thoáng đãng như thế này sẽ có nơi để thực hiện nhiều trò chơi team building hoặc là các em nhỏ sẽ có sân chơi rộng rãi hơn. Một điểm cộng nữa đó là cách tiếp cận thì khá là dễ dàng thôi, vì camping Ba Vì hiện nay đang phát triển khá là mạnh, đặc biệt là trong những năm gần đây, và mang đến những dịch vụ tiện lợi hơn cho du khách. Trước đây thì đi camping phải cồng kềnh chuẩn bị rất là nhiều thứ, nhưng mà bây giờ thì quý vị chỉ cần đến nơi này, mọi thứ đều được đặt từ trước rồi, thậm chí là còn có cả dịch vụ trọn gói là xe đi xe về nữa nha. Và riêng với khu du lịch mà chúng tôi đến ngày hôm nay thì thực sự là có tốc độ tư vấn qua hotline và fanpage rất là nhanh chóng. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn và cung cấp thông tin đúng và chính xác nhất tại thời điểm mà quý vị đi nhé. Bởi vì sẽ có sự thay đổi tùy theo ngày lễ hoặc là vào những thời gian mà cao điểm nữa. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một vài hạn chế, đó là khu vực này thì sẽ phụ thuộc vào thời tiết và mùa mưa lũ thì nước thác hồ sẽ đục hơn. Và quý vị cũng nên lưu ý về đường đi, bởi vì ở khu vực thác thì sẽ có rất nhiều rêu ở bám vào từng tảng đá. Ngoài ra thì có một điểm hạn chế nữa, đó là khu vực những điểm cắm trại Ba Vì này thì chưa quá phát triển các điểm chơi đêm. Bởi vậy nếu như quý vị đi qua ngày thì nên đi với gia đình hoặc là nhóm bạn đông thì sẽ vui hơn nhé. Và hy vọng là thông qua số lần này thì chúng tôi đã cung cấp thêm cho quý vị một số lựa chọn cho những chuyến vui chơi ngắn ngày
và đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Hà Nội Review và đừng quên ủng hộ chúng tôi trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn, app Hà Nội On, cùng với đó là các nền tảng số khác của đài như Facebook, YouTube và TikTok, vì chúng tôi sẽ còn đem đến nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!